quý vị và các bạn, trong chương trình Vấn đề văn hóa xã hội cuối cùng của năm Giáp Ngọ và trước khi chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới Ất Mùi, hôm nay những người làm chương trình xin được gửi tới tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chúc quý vị bước sang một năm mới đầy niềm vui và đón một cái Tết đầm ấm yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, quan niệm về cái Tết sum họp gia đình trở về nguồn cội đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam khi Tết đến xuân về. Đó cũng chính là một biểu hiện của chữ hiếu trong đời sống xã hội được truyền lại từ bao đời nay. Chữ hiếu và đạo hiếu luôn được mỗi người Việt coi là đạo lý cơ bản của con người, là gốc của nhân cách và nền tảng của đạo đức xã hội. Và chương trình Vấn đề văn hóa xã hội cuối cùng của năm cũ đón năm mới Ất Mùi, chúng tôi xin được dành làm một cuộc mạn đàm đầu xuân về đạo hiếu, một vấn đề không bao giờ cũ trong cuộc sống của mỗi chúng ta, của mỗi dân tộc. Tham gia của mạn đàm đầu xuân ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Trâm, giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Xin chào anh Hùng, xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài Truyền hình Hà Nội. Vâng, và chúng tôi xin được giới thiệu ông Trần Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Toàn Cầu. Như quý vị và các bạn đã thấy, chương trình hôm nay được chúng tôi thực hiện trong một không gian rất là đặc biệt. Đây chính là khuôn viên của ngôi chùa Lạc Hồng Viên tại Kỳ Sơn, Hòa Bình. Và chúng tôi hy vọng trong một không gian linh thiêng như thế này, chúng ta sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về tư tưởng Phật giáo, coi đạo hiếu như một triết lý nhân sinh và hòa mình trong không khí mùa xuân đang tới. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi với chủ đề Đạo hiếu ngày nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Và trước tiên, trước khi trò chuyện với các vị khách mời về chủ đề này, thì chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Từ ngàn năm nay, những tư tưởng Nho giáo và Phật giáo đã tác động sâu sắc đến quan niệm của dân tộc Việt Nam về chữ hiếu và đạo hiếu. Đạo hiếu đã trở thành đạo lý cơ bản của con người, là gốc của nhân cách, là nền tảng của đạo đức xã hội. Trong những triết lý nhân sinh của Phật giáo, với sự từ bi nhân ái, với những giá trị nhân văn sâu sắc, trong đó đặc biệt đề cao đạo hiếu như một truyền thống tốt đẹp của mình, Phật giáo phổ độ khắp chúng sinh. Bởi vậy, hiếu đạo trong đạo Phật cũng mang một ý nghĩa bao quát ngoài việc báo ân cha mẹ. Phật giáo còn đề cập đến ân thầy cô là ơn người đã dạy dỗ, mang lại cho ta kiến thức. Ân quốc gia xã hội là ơn đảm bảo cho ta cuộc sống hòa bình, ổn định. Ân chúng sinh đồng bào là ơn những người đã sản xuất ra của cải vật chất giúp chúng ta tồn tại. Đó chính là tứ ân trong đạo Phật. Dạ, bạch thầy ạ. Dạ, vâng, con là Trọng Hùng ạ, truyền hình Hà Nội. Hôm nay rất là vui được đến khuôn viên của chùa Lạc Hồng Viên để nghe thầy chia sẻ một chút về đạo hiếu và chữ hiếu ở trong cuộc sống hiện nay ạ. Cái hiếu ấy mà được con người ta thể hiện ra thì nó qua ba cái hình ảnh. Một là cái hành động cử chỉ, hai là cái lời nói của mình, và ba là cái tư duy của mình về cái việc hiếu đạo. Thế thì cái hiếu nghĩa đối với ông bà tổ tiên chúng ta trong hạn hẹp một gia đình thì nó không mang cái tính chất mà nó làm cái gương cho xã hội. Sở dĩ cái hành động của chúng ta từ lời nói, hành động, việc làm, những hành vi cử chỉ đó bằng những cái hành động mà hàng ngày mình làm đối với cha mẹ, đối với ông bà mà nó nâng lên được một cái tầm ta gọi là đạo thì nó phải trải qua rất nhiều những bước. Ví dụ như là đầu tiên mình đối với cha mẹ ông bà mình làm một cái việc đó để cho việc gì đó để cho cha mẹ ông bà vui thì đấy gọi là cái cách làm để cho cha mẹ vui thôi. Thế nhưng làm sao để cái niềm vui đấy nó kéo dài, nó được lâu, nó được mãi mãi thì lại phải làm sao để cho cha mẹ được yên lòng. Làm thế nào để cho cha mẹ yên lòng? Thì bằng cách là mình hành vi cử chỉ, lời nói và tư duy đều phải hợp với chân lý. Mình không làm điều sai quấy, thế tự nhiên cha mẹ yên lòng. Tại vì tin tưởng con mình làm được những điều tốt như vậy thì xã hội sẽ trọng dụng và sẽ thành đạt. Thế rồi rộng ra nữa là chúng ta phải nghĩ đến cái quốc gia, dân tộc. Tại vì cái truyền thống của người Việt Nam là tinh thần hiếu đạo, quốc gia, dân tộc chúng ta cũng như vậy.
Chúng ta mà giữ được nước, bảo vệ được đất nước, rồi xây dựng đất nước đàng hoàng to đẹp như ngày hôm nay cũng đều nhờ cái tinh thần hiếu đạo của những người con dân Việt Nam đã duy trì được cái truyền thống mà thờ cúng ông bà tổ tiên, rồi là duy trì được cái truyền thống mà hiếu đạo ở trong những gia đình, trong những dòng họ. Cho nên đất nước của chúng ta đã đoàn kết đánh đuổi tất cả những giặc ngoại xâm, rồi xây dựng đất nước cho đến ngày hôm nay. Vâng, xin được trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Trâm ạ. Thưa bà, được biết bà là một nhà nghiên cứu về văn hóa. Vậy xin bà có thể chia sẻ quan niệm của mình về đạo hiếu như thế nào? Thì chữ hiếu nó có hai nghĩa. Vâng. Nghĩa gốc. Nghĩa thứ nhất là ham thích, yêu thích. Và thứ hai là kính trọng, trân trọng. Thì cái chữ hiếu thường là nói cái đạo hiếu của con cái đối với mẹ cha, với những người lớn tuổi, với ông bà tiên tổ. Vâng. Thì cái chữ hiếu này có lẽ là dù là văn hóa dân gian hay văn hóa bác học nó cũng gặp gỡ nhau ở cái điểm này. Có lẽ người phương Đông mình chữ hiếu nó bắt nguồn từ một cái quan niệm triết học, là quan niệm về thời gian chu kỳ. Bởi vì người phương Đông mình là tư duy di cảm, cho nên chúng ta cứ cảm nhận thời gian là thời gian nó sẽ tuân thủ theo những cái chu kỳ, theo những vòng quay khép kín rồi lại trở lại điểm gốc ban đầu. Cho nên chúng ta thường trân trọng cái gốc, trân trọng tuổi già và coi trọng chữ hiếu, coi như một đức đạo, nét đạo đức thiêng liêng nhất trong tư đức của con người. Bởi vì là ở ngoài xã hội thì đề cao chữ trung, còn trong nhà thì đề cao chữ hiếu. Mà như các bạn vừa mới nói là chữ hiếu nó là cái gốc của mọi cái ứng xử của người Việt Nam mình nghìn đời nay. Thế còn đối với dân gian thì chữ hiếu nó bắt nguồn từ cái quan niệm rất là giản dị, dung dị. Đó là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, con chim nhớ tổ, con người nhớ tông. Đấy chính là cái nét đạo đức của chữ hiếu. Nhưng chữ hiếu nó sẽ là cái cơ sở để tạo nên những cái gia đình ngày xưa ấy. Gia đình là tam đại đồng đường hoặc là tứ đại đồng đường nhưng vẫn cứ êm ấm hạnh phúc. Và mỗi một gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên một đất nước thịnh vượng. Vâng. Thưa ông Trần Tuấn Anh ạ, chúng ta vừa được nghe những ý kiến về đạo hiếu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Trâm, là một nhà nghiên cứu về văn hóa. Được biết ông là một doanh nhân trẻ. Vậy thì với vai trò là một doanh nhân thì ông suy nghĩ như thế nào về đạo hiếu? Nó có khác biệt gì nhiều hay không ạ? Vâng, như những ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Trâm vừa mới đưa ra đã rất là đầy đủ và bao quát. Còn theo tôi thì là một doanh nhân hay là một bác sĩ, một kỹ sư hay là một công nhân thì chữ hiếu cũng không khác nhau là mấy. Bởi vì thực ra cái chữ hiếu ở đây chúng ta nói đến đó là cái tình yêu thương và sự kính trọng của những người con đối với cha mẹ, ông bà và tổ tiên, đặc biệt là khi họ về già. Và cái chữ hiếu này được thể hiện khi mà cha mẹ, ông bà về già, lúc họ còn sống thì chúng ta thể hiện cái chữ hiếu đó bằng cái sự yêu thương, chăm sóc đối với cha mẹ, ông bà mình. Bởi vì ở cái tuổi đó thì họ đã thường là già yếu, không còn cái sức lao động. Thì với cái nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam đó là trẻ cậy cha, già cậy con. Thì khi mà bố mẹ ông bà về già thì những người con chăm sóc cha mẹ mình ra làm sao để cho tròn một cái chữ hiếu đúng nghĩa, mà gọi là yêu thương và kính trọng cha mẹ già. Và khi ông bà cha mẹ chúng ta mà khuất núi thì từ cái việc chúng ta tổ chức những cái lễ ma chay, và sau đó thì những cái lễ cúng dỗ làm sao đó cho nó trang trọng và đầy đủ. Vâng, tôi cũng rất là đồng ý với quan điểm của ông Trần Tuấn Anh ạ. Đạo hiếu đã trở thành một cái đạo lý cơ bản của người Việt từ ngàn năm nay, và đạo hiếu có một cái giá trị nền tảng. Nhưng một câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra trong thời khắc chuyển giao của thời gian, đó là chữ hiếu phải chăng cần được hiện đại hóa bởi những thay đổi của cuộc sống hiện đại? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Trâm, suy nghĩ của bà như thế nào về vấn đề mà chúng tôi vừa nêu ra? Lịch sử bao giờ cũng vận hành ở thế đi lên. Thì mỗi một thời đại người ta sẽ xử lý bằng những cái đét. Đạo đức truyền, những cái giá trị văn hóa nó cũng vận động và biến đổi. Thế thì cái chữ hiếu hôm nay, ngày xưa thì khi mà chúng ta còn nhỏ cứ nghe cái lời ru của mẹ, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ngày xưa cái chữ hiếu trong cái quan niệm phong kiến ấy là nhất nhất là con cái phải tuân theo lời cha mẹ. Bà cha mẹ nói con cái nghe, vâng theo lời cha mẹ mới là chữ hiếu. Tất nhiên là khi mà cha mẹ còn sống thì con cái yêu thương cha mẹ, nghe lời cha mẹ dạy bảo của cha mẹ. Rồi là thậm chí là ngày xưa một cái tóc cũng không được cắt đấy chứ. Một cái tóc đấy là những cái thứ mẹ cha cho.
cho nên là phải trân trọng. Dạ. Thế thì ngày xưa là nó như thế, nhưng mà đồng thời là ngày xưa thì người ta khi mà cha mẹ mất đi, nó có nhiều cái thủ tục, nó nhiều cái phong tục tập quán nó không phù hợp đâu. Ví dụ là ngày xưa là thậm chí là phải ấp mộ cha mẹ những 3-4 năm trời mới là chữ hiếu, hay là đói ngày dỗ cha no 3 ngày ngày Tết. Ngày dỗ cha là con cái biểu hiện cái lòng hiếu là bằng là người ta phải nhịn đói để đãi khách của cha mẹ mình, biểu hiện như vậy, vân vân, rất là nhiều vấn đề của chữ hiếu ngày xưa. Thì hôm nay có những vấn đề, cái cốt cách của nó, những cái bản chất của nó, những vấn đề căn cốt nhất vẫn giữ. Như tôi phân tích là nó có hai ý, và sau đó thì anh Tuấn, ông bạn Tuấn Anh có nói lên cũng những cái vấn đề nói tiếp và bổ sung vào đấy, là những cái nét cơ bản của đạo hiếu vẫn giữ. Nhưng mà trong thời đại hôm nay là nó có những nét khác biệt. Thì các bạn biết rằng là chưa bao giờ thời đại nó vận động mạnh như bây giờ. Nó thay đổi lớn như bây giờ. Ngày xưa chúng tôi, cái thế hệ chúng tôi trở về trước là con người đạo đức và con người cộng đồng. Và chúng tôi là gì ạ? Chúng tôi khác với các bạn hôm nay. Các bạn hôm nay là con người cá nhân và con người kinh tế. Chúng tôi là con người công dân Việt Nam, nhưng các bạn là công dân toàn cầu. Nó có những vấn đề rất là khác ngày xưa chứ, không thể giống được. Cho nên là hiếu thảo cũng vẫn là gì ạ? Yêu quý cha mẹ, kính trọng cha mẹ. Dĩ nhiên điều nào cha mẹ nói đúng là mình phải nghe. Còn những điều gì cha mẹ có thể lạc hậu thì có thể là con cái có ý kiến với mẹ cha, nhưng cách nói như thế nào để cha mẹ vẫn cảm thấy là không cảm thấy tổn thất, tổn thương trong lòng. Vì người già hay tủi phận. Khi mà con cái bao giờ là các con cái là người của thời đại này, cho nên các con cái là hiểu biết hơn bố mẹ. Thì nhưng mà như thế thì có nghĩa là gì ạ? Là bố mẹ cũng phải thay đổi. Chúng tôi cũng có tuổi rồi. Chúng tôi cũng là phải hiểu biết những vấn đề của thời đại hôm nay, và cũng phải ngược lại là trân trọng con cái, những điều gì con cái nói đúng thì bố mẹ phải nghe. Còn ông Trần Tuấn Anh ạ, ông nghĩ sao về câu hỏi của chúng tôi vừa nêu ra, cũng như là những cái chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Trâm, phải chăng chị Hiếu cũng cần được hiện đại hóa? Vâng, tôi rất là đồng ý và rất là vui với ý kiến chia sẻ của Phó sư Tiến sĩ Trần Thị Trâm. Thực ra là Phó sư Tiến sĩ Trần Thị Trâm với tôi có thể coi là hai thế hệ. Và thực ra thì rõ ràng là cái xã hội bây giờ hiện nay đang thay đổi một cách rất là nhanh. Và rõ ràng cái chữ hiếu với bản chất thì đúng là không thay đổi. Tuy nhiên cái cách thể hiện thì rõ ràng là nó sẽ phải thay đổi để phù hợp với cái xu hướng của xã hội. Tôi xin chia sẻ những cái câu chuyện của tôi ở cái thế hệ của chúng tôi để thấy rằng là cái chữ hiếu so với ngày xưa là như thế nào. Ngày xưa khi mà ông bà, cha mẹ và thậm chí là một cái đại gia đình tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường, thậm chí là ngũ đại đồng đường sống trong một ngôi nhà hay là trong một cái làng xóm, một khu phố, thì cái việc mà khi cha mẹ về già thì cha mẹ thường ở với con cái và con cái ngày ngày chăm sóc cho cha mẹ già. Nhưng mà với cái thế hệ ngày nay thì rõ ràng là con cái thường là đi xa lập nghiệp, sống và làm việc hay là học tập. Thì khi mà cha mẹ về già thì không phải người con nào cũng về gần hay là sống với cha mẹ được, và cũng không phải cha mẹ nào cũng sống gần con cái được, và cái mong muốn của họ cũng có thể là họ cũng không muốn sống cùng con cái nữa. Thì cái chữ hiếu ở đây vẫn được thể hiện rằng là được thể hiện qua cái sự kính trọng và yêu thương cha mẹ, được thể hiện như thế nào. Thì những người trẻ hiện nay là thay vì là hàng ngày sống với cha mẹ thì họ lại hàng ngày họ lại điện thoại hỏi thăm cha mẹ chẳng hạn, hay là thậm chí ở nước ngoài thì họ phải chat hoặc gửi email hoặc dùng qua những công nghệ mới. Công nghệ Internet ấy, như anh vừa chia sẻ đúng không ạ? Thì nó sẽ giảm đi một phần nào đó cái sự hiếu thảo đối với cha mẹ. Thì tôi muốn nghe quan điểm chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Trâm. Tôi thì cũng là người có tuổi, nhưng mà cái tư duy của tôi cũng hơi đổi mới đấy. Cho nên là tôi cũng chiêm nghiệm mà thấy một điều rằng các con càng giỏi giang thì càng ít có điều kiện chăm sóc mình cụ thể, trực tiếp. Tôi hiểu như thế. Thế thì bây giờ nó có nhiều công nghệ lắm, nó có nhiều điều kiện lắm. Thì bây giờ là ví dụ nó là trong một cái gia đình nó có cái việc là phải chăm sóc những thành viên trong gia đình, đặc biệt là bố mẹ già và các cháu nhỏ. Thế thì bây giờ chúng ta có thể nhờ những người giúp việc. Thì nhưng mà bố mẹ làm sao phải thông cảm với con cái. Chứ con cái bây giờ nó bận đi suốt ngày, một ngày không phải 10 tiếng mà bây giờ người ta làm việc vất vả lắm. Ngày xưa chúng tôi 8 tiếng thôi chứ bây giờ các em nó còn khi 12 tiếng. Thì làm sao nó chăm sóc mẹ, nâng giấc cho mẹ, bây bát cơm bát cháo cho mẹ. Bây giờ các cô giúp việc, các cô cũng làm ăn rất chuyên nghiệp, là tốt, cũng là tốt, làm sao mình phải thông cảm. Đấy, thì là ví dụ như là các cô chăm sóc mình, các cô nâng giấc cho mình lúc tuổi già. Chúng tôi bây giờ là cán bộ nhà nước thì cũng có cái hay, là ngày xưa là nuôi con là của để dành ở lúc tuổi già.
để lo cả về vật chất, cả về tinh thần. Nhưng bây giờ chúng tôi chủ yếu là mong con cái, thì không phải ai cũng có điều kiện như thế, nhưng mà cũng rất nhiều bậc cha mẹ là chỉ cần con cái quan tâm về mặt tinh thần. Thì bố mẹ ngược lại cũng phải thông cảm với con cái. Con cái cũng thông cảm với bố mẹ, bởi vì bố mẹ càng già càng hay tủi thân. Người già nó hay tủi phận lắm rồi, ai cũng có một tuổi già thôi. Tuổi già nó sẽ đến với chúng ta. Thế cho nên chúng tôi cho rằng là cha mẹ cũng phải cảm thông. Bây giờ cha mẹ cũng cố gắng lắm chứ. Cố gắng để mà làm sao lo cho cuộc sống của mình tốt nhất. Bởi vì là người già chúng tôi nó có hai cái cực đoan. Một là rất là hay kêu ca, vì mỗi người 3-4 thứ bệnh. Cho nên là nhiều lúc cũng muốn con cái chăm sóc lắm ấy. Cũng buồn, cũng cô đơn, cũng nghĩ nhiều thứ lắm. Nhưng hoặc là có cái dạng thứ hai là người già sống rất tích cực, sống vui vẻ. Trẻ thì xông pha, mà già thì tập thể dục, hoặc là bế cháu, trông cháu nó cũng vui lắm. Thì chúng tôi sẽ có những cách, người già làm sao có những cách để mà tạo ra cuộc sống của mình nó thoải mái hơn, rồi giảm bớt cái bệnh tật, quên tuổi già, quên bệnh tật đi. Thì con cái nó mới đỡ khổ, mà bản thân mình cũng đỡ khổ. Thì chúng tôi cũng rất là đồng ý với các cháu, nhưng đồng thời các bạn trẻ cũng phải là gì ạ, ngược lại cũng phải quan tâm với cha mẹ. Có những người cho tiền, tiền không phải là quý với người già đâu các bạn ạ. Tình cảm quý hơn rất là nhiều. Cái thái độ của con cái cho cái gì không quan trọng, bằng thái độ của con cái cho cha mẹ cái gì, thì chỗ đó là nó cũng rất là tế nhị. Biết rằng là văn hóa nó là hơi phải cầu kỳ một tí, chứ không thể là bây giờ các bạn sống nhanh quá, các bạn không sống chậm. Thì các bạn hãy cũng có những lúc sống nhanh, nhưng có lúc sống chậm. Ví dụ Tết nhất này, các bạn hãy về với cha mẹ. Sau đó các bạn có thể mùng 2 Tết các bạn đi du lịch cũng được. Ông bà cha mẹ thông cảm, bởi biết rằng là bây giờ ăn Tết nó có thích ăn đâu, nó chơi Tết. Thì rồi là con nó ai trông, bố mẹ nó giao cho 3 ngày trông thì cũng mệt rồi. Thì các cháu nó đi chơi, đi bời ở đâu đấy. Rồi sau khi mà một là giao thừa có mặt ăn cơm bữa tất niên với bố mẹ này, rồi mùng 1 mừng tuổi ông bà, rồi là gì ạ, rồi là thăm hỏi mọi người. Sau đó các con các cháu có thể đi, rồi là gì ạ, là hết Tết rồi nó về nó đi làm, có kết hợp được nhiều thứ lắm. Thì mình cũng phải thông cảm, người già cũng phải thông cảm với các em. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Trâm. Và qua ít phút vừa rồi thì chúng ta đã có những cái trao đổi rất là thú vị về đạo hiếu và sự thay đổi của đạo hiếu trong xã hội hiện đại. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời cũng như quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Đã thành thông lệ, ngày 30 Tết cuối năm, gia đình ông Nguyễn Xuân Tá, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì cũng đưa con cháu ra thắp hương tại đình làng, bày biện lễ vật, thắp nén nhang, vái lạy thành hoàng làng, thần linh, người đã có công với dân tộc. Báo cáo công việc một năm đã qua, gia đình ông đã làm được, cầu mong bước sang năm mới may mắn, sức khỏe, tiền bạc sẽ đến với gia đình. Ngày cuối năm, con cháu gia đình ông Nguyễn Xuân Tá dù ở xa, bận rộn công việc đến mấy cũng về thăm bố mẹ. Các thành viên ngồi quây quần trong không khí tình thân gia đình, của sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên. Guồng quay hối hả của cuộc sống đã vô tình làm cho con người ta quên đi những phút giây thanh bình, đầm ấm bên gia đình. Khoảng thời gian này là lúc mọi người có mặt đông đủ để thấy người già còn khỏe mạnh, con cái ngày càng lớn lên. Thường thường đến ngày Tết đến là về là con cháu tập trung về gia đình. Thế dù rằng là có những gia đình mà không thể nào nói hết được, có những cái là trong thường ngày để có những cái mâu thuẫn, nhưng khi về tập trung ngày Tết rồi là mọi người tập trung đông đủ rồi là ăn với nhau một cái miếng cơm, nâng cơm để gia đình đoàn kết vui vẻ, thì có lẽ là tất cả mọi cái những cái suy tư trong cái cuộc sống hàng ngày là tất cả nó đều tan biến hết, để rồi mọi người là có thêm một cái nghị lực để sang cái mùa đón một cái mùa xuân vui vẻ, rồi là làm mọi công việc nó được tốt đẹp hơn. Cạnh đó, bà, mẹ, con gái, con dâu đang tất bật chuẩn bị mâm cơm Tết. Mỗi người một tay, trò chuyện râm ran, thoáng một cái là đã xong. Mâm cỗ được dâng lên bàn thờ mang một ý nghĩa lớn lao là mời tổ tiên, những người đã khuất về cùng ăn Tết. Anh Nguyễn Mạnh Tùng, con trai út của gia đình luôn tâm niệm, gặp mặt ngày cuối năm dù giản dị thôi nhưng lại là thời điểm hết sức đầm ấm, gắn kết mọi người, ngồi ôn lại chuyện năm cũ, bàn chuyện năm mới mà không phải sợ kiêng cự lời ăn tiếng nói như những ngày đầu năm mới. Là một người con trong gia đình, tôi luôn thấm nhận câu nói của các cụ xa xưa, trẻ cậy cha, già cậy con. Và vậy tôi luôn luôn là tâm niệm câu nói đó. Và hiện nay bố mẹ đã già, chúng tôi thường xuyên bất thời gian về thăm hỏi ông bà bố mẹ.
những lúc nhàn rỗi. Và chúng tôi thường xuyên đưa các cháu về thăm nom ông bà, đặc biệt là những dịp ngày lễ Tết. Chúng tôi không quên những ngày đó về tề tựu con cháu đông đủ, sum họp vui vầy bên ông bà, bên mâm cơm gia đình. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là về sau khi mà chúng tôi kính trọng ông bà như vậy thì con cháu sẽ lại kính trọng chúng tôi được như vậy. Bữa cơm chiều cuối năm thường là bữa đầu tiên trong mấy ngày Tết. Cả nhà sum vầy đầy đủ bên mâm thức ăn ngon, bên bữa cơm gia đình ấm áp. Những khó khăn, bộn bề của cuộc sống tạm thời bị gác sang một bên để nhường lại cho những nụ cười, những niềm vui và cả những giọt nước mắt cảm động của tình cảm gia đình. Bữa cơm gia đình cũng là dịp để những đứa con từ nơi xa trở về bên vòng tay yêu thương của cha mẹ để cảm nhận những điều hạnh phúc giản dị nhưng ngọt ngào nhất. Vâng, quay lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin được tiếp tục trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Trâm. Xã hội hôm nay đang cần làm gì để khuyến khích và phát huy giá trị của đạo hiếu trong đời sống hiện nay ạ? Chữ hiếu là cái vấn đề tư đức, tức là ở trong gia đình là chính. Thế thì muốn cái chữ hiếu này, cái đạo hiếu này nó trở thành một cái truyền thống tốt đẹp, nó tiếp tục cái dòng chảy của nó bất tận ấy, thì dĩ nhiên là phải giáo dục cho trẻ từ lúc còn ở trong nôi ấy. Nghe những lời hát ru đấy, như là con ơi muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thì hay là những cái câu chuyện cổ như là cá chuối đắm đuối về con, những cái chuyện, những cái câu tục ngữ ca dao như vậy, thì người ta phải giáo dục ngay từ trong gia đình. Tất nhiên là giáo dục ở trường học. Trường học hiện nay cũng quan tâm đến vấn đề này rồi. Chúng ta rất quan tâm đến giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên rồi. Thế nhưng mà cái quan trọng đầu tiên là phải trong gia đình. Trong gia đình thì cái người mẹ, người cha, ông bà phải là những người gương mẫu. Ông bà, cha mẹ gương mẫu thì con cháu nó mới hiếu thảo được. Nếu mà mình không hiếu thảo với cha mẹ mình thì con cháu không hề hiếu thảo với mình đâu. Cho nên là ở đây là đầu tiên ông bà cha mẹ phải là phụ tử tử hiếu. Phụ có tử thì tử mới hiếu. Mình đối xử với cha mẹ mình như thế nào thì như vậy. Hôm kia tôi vừa mới xem một cái vở kịch của Lưu Quang Vũ. Cái vở kịch Lưu Quang Vũ viết cách đây đã 30 năm rồi. Đó là cái vở kịch mà Ai là thủ phạm. Thì ở đó cái bức thông điệp mà Lưu Quang Vũ nói với chúng ta là con cái hư, con ngoan là tại mẹ tại cha, mà nhờ mẹ nhờ cha. Mà cháu hư là bởi tại bà tại ông. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Tức là ở đây cũng không phải là nói là tại mẹ tại bà đâu. Ý nói chung là con cái ngoan hay hư là phần cơ bản là do chúng ta. Mà nếu chữ chung chẳng hạn thì là cái gốc của con người ngoài xã hội. Nhưng chữ hiếu là con người gia đình. Cho nên đầu tiên là phải ông bà cha mẹ gương mẫu. Và cái việc giáo dục này phải giáo dục thường xuyên. Nó trở thành máu thịt của con người, nó thành một thói quen. Thói quen thì phải từ trong gia đình ra ngoài xã hội, nhà trường kết hợp vào. Câu hỏi cuối cùng của buổi mạn đàm ngày hôm nay chúng tôi xin được dành tới ông Trần Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc của Công ty Toàn Cầu. Theo ông, mỗi người trong chúng ta cần phải làm gì để nền tảng giá trị đạo đức của xã hội là đạo hiếu và chữ hiếu sẽ được gìn giữ và đề cao không chỉ cho hôm nay mà còn cho các thế hệ con cháu của chúng ta nữa? Quan điểm của tôi cũng hoàn toàn đồng ý rằng là cái chữ hiếu phải được xuất phát từ trong gia đình. Thì là những người cha, người mẹ muốn con cái mình khi mày lớn lên vẹn tròn cái chữ hiếu với bản thân mình, thì chính bản thân những người cha người mẹ đó hãy làm những tấm gương tốt nhất đối với cha mẹ mình, tức là đối với ông bà của những cháu nhỏ. Thì con cái sẽ nhìn bố mẹ để mà, tức là bây giờ cái hành động đẹp sẽ là những cái giáo dục tốt nhất. Bản thân tôi thì hồi xưa khi tôi còn nhỏ, tôi rất nhớ rằng là ở quê khi mà cuộc sống còn khó khăn, thì khi mà thịt một con gà xong á, thì bố tôi bảo tôi bê hai cái đùi gà đến biếu ông bà. Hay là khi vừa nấu xong một cái nồi canh cua rất là ngon thì bố bảo tôi bê một cái bát canh nóng hổi đầu tiên đến biếu ông bà. Thì tôi hỏi bố tôi là bố ơi, tại sao bây giờ lại hai cái đùi gà ngon nhất lại mang đến biếu ông bà? Tại vì hồi nhỏ mình có cái ý niệm về cái chữ hiếu gì đâu. Thì bố tôi chỉ nói rằng là không có ông bà thì không có bố, và không có bố thì không có con. Một cái câu rất là đơn giản thôi, thì rõ ràng rằng là mình cũng nghĩ rằng là thế thì mai này khi bố mình lớn thịt gà mình cũng sẽ phải biếu lại bố mình như thế. Tức là nó hình thành từ những cái rất là nhỏ thôi. Và bản thân thì tôi nghĩ rằng là
là chúng ta hãy bắt đầu từ những cái hành động nó rất là bình thường, giản dị. Thể hiện nó, thưa sĩ Hiếu, không phải thể hiện cái gì nó to tát. Giống như Phó sư tiến sĩ Trần Thị Trâm có trao đổi thì cuộc sống ngày nay thì vật chất nó cũng đầy đủ rồi. Người già thì họ cũng không mưu cầu cái sự vật chất lớn lắm đâu, không giống như là hai cái đùi gà ngày xưa đâu. Mà bây giờ cái chữ hiếu được thể hiện rằng là con cái thể hiện cái sự kính trọng của cha mẹ với cuộc sống tinh thần như thế nào rồi. Và tôi nghĩ rằng là cha mẹ chúng ta là những người yêu thương chúng ta nhất. Không có lý do gì mà chúng ta lại không thấu hiểu lỗi lòng của cha mẹ nhất. Và chúng ta hãy làm điều đó một cách chân thành nhất từ cái trái tim thôi, chứ không phải là cái gì sự phô trương gì cả. Còn đối với tôi thấy rằng là cái xã hội hiện nay á, với cái cuộc sống rất là nhanh, thì cái thế hệ trẻ thực ra hiện nay cái giáo dục, cái nét văn hóa truyền thống đẹp, nếu mà chúng ta không thực sự duy trì và phát huy thì nó sẽ bị mai mòn đến rất là nhiều. Tôi nói một cái ví dụ như thế này. Tôi cũng là một nhà giáo đã từng đi dạy. Tôi đã từng hỏi sinh viên rất nhiều khi là các bạn đi sinh nhật bạn bè thì rất là nhớ. Và tôi hỏi rằng là có nhớ sinh nhật của bố mẹ không? Hay tôi hỏi là ông bà mất rồi, tôi hỏi là ngày giỗ của ông bà các em có nhớ không? Một số em còn không nhớ. Ông bà có thể nhớ nhưng đến thời cao nữa là không nhớ. Thế thì đấy có thực sự là một câu hỏi rất là lớn không? Khi mà rõ ràng chúng ta du nhập những cái sinh nhật từ phương Tây, mà văn hóa của chúng ta là đối với cha mẹ còn sống thì chăm sóc cha mẹ già, đối với ông bà tổ tiên khi đã mất thì chúng ta thờ cúng làm sao cho nó tròn chữ hiếu và phải đạo. Thì đấy là một câu hỏi mà chúng ta phải nêu ra, bằng rõ ràng chúng ta từ cái giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội như tiến sĩ Trâm vừa trao đổi, đó là xã hội thì công tác truyền thông, gia đình từ bố mẹ ông bà, nhà trường thì cái chương trình giáo dục của nhà nước, làm sao đó để chúng ta tiếp tục duy trì, phát huy và giữ được tất cả những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Tôi nghĩ đó là tuyệt vời. Có lẽ tôi xin nói thêm một ý với những người già nhà chúng tôi, quan niệm về chữ hiếu của các bạn như thế nào. Chúng tôi quan